điều mà em muốn chia sẻ nhất đó là xây dựng cái niềm tin rằng là phụ nữ có thể làm được tất cả những gì, những cái vai trò mà mình mong muốn trong tương lai. Cho nên là tôi đến đây để cổ vũ cho sự học hỏi dành cho phụ nữ, và tôi mong muốn là chính cái sự học hỏi và cái sự chuẩn bị tốt hơn của những người phụ nữ thì sẽ giúp cho họ đạt được những cái giấc mơ của mình và thành công hơn trong cuộc sống. Phụ nữ luôn luôn sẵn sàng có bản lĩnh, sẵn sàng học hỏi và sẵn sàng từ biến chuyển mình để có thể đạt được những cái thách thức đó.